Cuối cùng khẩu G36 cũng lọt top Việt Nam. Khi tôi vác khẩu G36 quỷ cốt vào leo ranh sinh tồn và cái kết, nó bắn yếu quá khiến tôi muốn khóc với nó luôn. Click gồm nhiều trận, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của Quyền Z. Thì ở clip ngày hôm nay, mình sẽ làm về một khẩu súng được gọi là phế nhất ở trong game Free Fire luôn anh em ạ. Đó chính là khẩu gì anh em biết không? Chính là khẩu G36 anh em ơi. Đây, khẩu này lại tục mục rất là khó luôn anh em ơi. Và khẩu súng ngày hôm nay tôi mang theo đó là khẩu G63 quỷ cốt. Chỉ số của hai khẩu súng này là một xuyên giáp, hai tâm sang và giảm một tốc độ di chuyển. Thì đối với thử thách này rất là khó luôn anh em ơi. Thì trước khi vào clip thì anh em nhớ kéo xuống ủng hộ cho Quyền Z một nút like, một nút đăng ký anh em nha, giúp Quyền Z đạt được 300.000 ca sub sớm nhất nha anh em. Thì ở video trước mình có đặt một thử thách cho anh em trên kênh Quyền Z, đó là sau 2 ngày video này đạt được 4.000 like, mình sẽ chọn ra 5 bảng may mắn, mình sẽ tặng cho mỗi bảng 113 kim cương. Nhưng mà thử thách đó rất là khó đối với anh em luôn đúng không? Ok, ngày hôm nay tôi sẽ đặt ra một câu hỏi mini game thay vì đặt ra một thử thách nha anh em. Thử thách anh em cũng hoàn thành được anh em ạ. Câu hỏi mini game trị giá 283 kim cương dành cho một bảng may mắn thôi anh em nha. Ok, thì câu hỏi mini game ngày hôm nay như sau. Đó là trong clip này mình sử dụng cái khẩu G63 và mình chuyển sang chế độ bắn tầm gần, mình tiêu diệt được bao nhiêu kill? Comment đáp án của anh em vào bên dưới, nhớ like và đăng ký kênh giúp Quyền Z với nha. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào trận đấu thôi anh em ơi. Let's go. Ok, mình đã quay trở lại rồi đây anh em ơi. Đến với thử thách rất là khó này thì mình sẽ mang combo mạnh nhất nha anh em. Thì hiện tại bên dưới có hai team luôn anh em ơi. Đáp được xuống bên dưới thì mình nhặt được khẩu M1014 đây rồi anh em ạ. Nhìn sang bên phải thì đúng đồ của mình bị bắn phía bên dưới luôn anh em ơi. Bằng này phải nhảy lâu luôn anh em ạ. Quyết định mình đẩy qua hỗ trợ bằng này luôn anh em ơi. Vừa đẩy qua thì đúng đồ của mình bay mau luôn. Móc M1014 ra sọc thằng này, một viên là bay mù luôn anh em nhá. Thằng này thì nhanh chóng mà cứu lại đồng đội anh em ạ. Thì sau khi cứu lại đồng đội thì mình di chuyển qua bên này để mình nhặt thêm ít đồ anh em ạ. Nhặt được khẩu X18 thì mình đẩy qua bên này thì phát hiện có một thằng nó công qua luôn anh em này. Nhanh chóng tao bật tâm lên tiêu diệt thằng này luôn anh em ơi. Nằm chạy nó bắn xuyên keo nó luôn, bắn xuyên keo nó luôn anh em ơi. Bắn hai viên xuyên keo thì thằng này không chạy kịp luôn anh em ạ. Quyết định tao đục keo để tao gạt thằng này luôn anh em nha. Sau lưng có chiếc trận xịt trận của tôi à, thằng này đền móc đúng không? Gạt thằng này luôn anh em ơi, vẫn còn một thằng nữa anh em ạ. Gạt thằng này luôn anh em ơi, cướp thêm ít đồ nữa anh em nha. Đúng ngay lúc đó thằng kia nó đẩy qua luôn anh em ơi. Quyết định mình đẩy lui sau này để mình bơm lại máu anh em nha. Trong lúc mình bơm lại máu ra này ngồi bơm lại máu anh em ạ. Thì sau khi hồi lại bên máu thì thằng này cũng qua luôn anh em ơi. Từ lấy góc này. Mày đi, mày cũng bị tụi tôi à. Lia bốn thằng ở đây luôn anh em nha. Thì sau khi lia bốn thằng ở đây thì mình nhặt thêm ít đồ anh em nha. Đổi khẩu cho con luôn anh em ơi. Nhìn xuống thanh máu thì mình không có giáp, không có mũ luôn anh em ơi. Quyết định mình mua để cái giáp cái mũ đá anh em nha. Thì sau khi mua giáp mua mũ thì phát hiện có một thằng dùng Santino xuống này. Xuống với chúng tôi nóc gạt thằng này luôn anh em ơi. Gạt thằng này xong thì ở đây hết người rồi anh em ơi. Quyết định mình đẩy ra ngoài này để mình kiếm cái khẩu G36 nha anh em. Thì sau khi di chuyển ra đây phát hiện có G36 đây luôn anh em ơi. Quả là ngon luôn anh em nha. Nhặt được khẩu G36 thì phát hiện đúng đồ của mình bị bắn ở phía bên trong luôn anh em này. Nhặt trọng đầy vào hỗ trợ thì phát hiện trước mặt có một thằng nó đi móc luôn anh em này. Quyết định bực taxi ra lên để tăng thằng này lại kẹo thôi là nó móc sau lưng mình luôn anh em nha. Nó nhảy lục xe nó lên rồi anh em ạ. Nhặt trọng nó bực lục xe này ta lên luôn anh em ơi. Bực lục xe lên thì đúng đồ mình bị bắn gãy một gãy hai luôn anh em này. Mày hổ báo sọc Sonya thằng này luôn anh em ạ. Quyết định ta đẩy qua đây ta cứu lại đồng đội anh em nha. Thì sau khi cứu lại đồng đội thì gạt thằng này luôn em ơi. Ở đây vẫn còn người nữa em ơi, có tiếng chân xuống luôn em mà. Đẩy qua bên cửa sổ này để thằng ngồi ta kè cầu thang nó luôn em nha. Thì sau một hồi kè cầu thang thì phát hiện không có luôn em mà, sau lưng này có thằng đạp vô luôn em mà. Từ ra đạp vô xuống bên dưới em này. Mày xuống đây mày đến móc đúng không ha. Gạt thằng này luôn em ơi. Thì sau khi gạt thằng này xong thì vẫn còn nữa em nha. Đây có một thằng đẩy qua nó cứu thấy chưa anh em. Nhanh chóng ta đẩy xuống bên dưới để ta tiêu diệt thằng này luôn em ơi. Vừa đẩy xuống thì có một thằng nó ngồi kè đây nè em này. Mày kè hả? Sẽ một nửa là bay mau luôn em ơi. Bắn con đúng 40 mẫu thôi em ơi. Cướp đồ nhặt thêm ít đồ nữa em ơi. Không biết ở đây con người không thì sau khi mình hồi lại mình mẫu thì quyết cần mình xuống dưới mày băng hàng để mình mua kỹ năng hammer để quẹt xung quanh đây có ai không anh em nha. Thì sau khi dùng kỹ năng hammer thì phát hiện ở đây vẫn còn một thằng nữa anh em ạ. Đây dấu hammer thấy chưa anh em. Chạy chúng tôi thằng nó bực ta suy giá chạy rất là nhanh luôn anh em ạ. Quyết định mình dì theo rồi mình chặn nó lại luôn anh em nha. Đây cái khẩu G36 này bắn rất là yếu luôn em này. Xem nha anh em. Mày chạy trời ơi, bắn nhanh bắn như vậy đám được có hai mấy thôi anh em ạ. Thằng này dính hướng được cái mẫu thì quyết định nó chạy về bờ sông anh em ạ. Đây kè chờ nó luôn em ơi. Chờ sẵn luôn em ơi. Gạt thằng này luôn em ạ. Thì ở chế độ này là ở chế độ bắn tâm gần nha anh em. Nó bắn rất là nhanh dùng tiểu liên luôn em ạ. Tiêu diệt được thằng này xong thì nhìn thằng cái phát hiện có một thằng nó cứu ở bên phía bên khu tàn thông tin luôn anh em này. Quyết định ta đẩy qua bên này để ta tiêu diệt thằng này luôn em nhá. Vừa bơi đến thì thằng này nó cứu gần xong rồi đấy mà. Quyết định ta móc khẩu M36 này ra ta tiêu diệt nó luôn anh em ơi. Chỉnh được 80 mẫu bắn tiếp luôn anh em ạ. Móc khẩu phóng lưu này ra phóng mày luôn chạy đi khỏi chạy đi đâu cho thoát anh em ạ. Nóc luôn anh em nhá. Đấy nhìn lên trời thì đông đồ nó bay về khả năng là bay về khu vui chơi rồi anh em ơi. Vừa nói xong cái đông đồ của mình bị bắn phía bên dưới luôn em ơi, bên phải luôn em ạ, trong nhà đỏ luôn em nhá. Quyết định ta đu cạp qua bên này để thằng ngồi ta móc ở sau lưng luôn em ơi. Thì sau khi đu cạp thành công thì phát hiện thằng này nó ở trong nhà luôn em này. Áp sát đẩy nó vào thì nó chạy ra em này. Từ móc M36
đó. G36 nó rồi, được cái rồi. Chớ nó luôn em ơi, lên xe bơm máu em ạ. Công đường mình tiêu diệt được thằng đó rồi em nhá. Nhanh chóng ta đẩy lên để ta nhặt thêm ít đồ chứ đúng ngay lúc đó tím khảo nó kéo đến luôn em này. Sẵn thì nô trưởng mặt luôn em ạ. Bắn nó dần hai viên thằng này nó bỏ chạy em ạ. Bực ta suy ra lên ta chỉ theo thì thêm một thằng nữa nó kéo đến luôn em. Đủ cặp quá phải chưa anh em. Chơi thằng này luôn em ơi. Nửa cái rồi. Quyết định ta mặc protocol ám sát luôn em nhá. Vừa mặc protocol ám sát sắp thằng này hai viên hai thằng nó dí mình bảy màu luôn em ạ. Mà rất là cái luôn em ơi. Đông đủ mình ở rất là xa luôn em nhá. Thì sau khi đông đủ mình cứu mình lại thì mình quyết định mình về làm mình bảo thủ luôn em ơi. Vừa búng vô thì phát hiện hai thằng này nó di chuyển qua cái tỉnh này để nó nhặt đồ luôn em ạ. Đây sau lưng luôn em này. Từng dùng cơ hội này ta đẩy qua để ta nhặt lại đồ em nhá. Vừa đẩy qua thì vẫn con khẩu G36 ở đây đâu rồi. Đây ta đang ở tỉnh này xem tôi kẻ đầu nó luôn em nhá. Kẻ đầu trời ơi, cùng năm viên thằng kia yếu luôn em ạ. Quyết định ta vứt kéo để ta áp sát nó luôn em ơi. Nhanh chóng ta vứt kéo để bực ta suy ra lên ta chơi thằng này luôn em ơi. Mày làm gì? Mày đâu rồi? Đây mày chồng có yếu. Mày yếu chồng tôi là nóc hai luôn em ạ. Gạt mày luôn. Thằng nào cửa phía khẩu to con của tao rồi. Nhanh chóng vứt kéo để tao nhặt thêm cái giảm thắng nha anh em. Thì sau khi mình đổi khẩu to con thì đúng mấy lúc đó bó thu luôn em ơi. Nhặt thêm ít đồ rồi ta lắp thêm cái giảm thắng vào khẩu G36 rồi ta di chuyển vào trong bò anh em nha. Thì đổi với khẩu G36 này lắp thêm giảm thắng là mình cảm giác bắn rất là nhanh luôn em ạ. Rồi bên dưới có người luôn em ạ. Dưới thường câu có dấu nữa thấy chưa anh em. Bắn rất là nhanh luôn em ạ. Quyết định ta tạm qua bên trái này để ta di chuyển góc nhà anh em. Vừa cũng đến thì phát hiện bóng kéo rất là nhiều luôn em ạ. Nhà xăng bắn rất là yếu. Chúng tôi là Sonya là một thằng góc nốc rồi nè. Quyết định ta đục kéo luôn em ạ. Khẩu này đục kéo như là kiện cẳng luôn em ạ. Sau lưng của xe luôn em ạ. Đục kéo này. Con đông đường của nó cứ với chồng tôi không được luôn em ơi. Bắn như vậy mà không ăn được một kiêu nào luôn em nha. Khẩu này rất là yếu luôn em nha. Muốn lại thuộc một rất là khó luôn em ơi. Quyết định ta đẩy lên cao để ta lấy góc cao hơn để ta bắn túi này luôn em nha. Vừa đẩy qua thì hai ba thằng nó cứu lại luôn em này. Quyết định ta chơi thằng này luôn em ơi. Lên tới cao luôn em ạ. Đấy sau lưng một con người nữa em nha. Đấy ấy từ đã anh em ơi. Đến lầu hoặc đến nhà là ấy phải ma nó bắt con đụng 29 mẫu hơn em ạ. Nhanh chóng cơ hội là mình siêu cấp nha anh em. Giữa chân cầu có người luôn em này. Chơi tụi này gạt nhanh luôn em ơi. Gạt nhanh thằng em ơi. Lia được hai thằng ở phía dưới rồi thì nhanh chóng tôi hô là bên bỏ em nha. Giữa chân cầu vẫn con người nữa này, bên trái em này. Quyết định ta đẩy qua bên này để ta tiêu diệt tụi này luôn em nha. Đây phát hiện diệt nó đây. Đến lầu tầng từng hai u số 3 bốn thằng luôn em ơi. Đục xe rồi bảy cục xe rồi bảy luôn nó phải các bạn. Gạt nhanh luôn em ạ. Anh em nghe tốc độ ra đảo đó rất là nhanh bắn mày không nóc nữa đấy mà. Má cày thực sự sau lưng nữa. Vài nồi đầu ra sau lưng có một thằng cầm SVD bằng hai viên bay đâu luôn em ơi. Đúng ấy lúc đó đúng đôi mình cử mình lại luôn em này. Tính của mình gầy hai rồi em ơi. Nhìn số mình dưới thì 3 số 4 cũng bắn hấp hồi luôn em ạ. Bằng số 4 gầy luôn em ơi. Ở trường hợp này thì mình bung vô này để mình trừ tốt nha em. Thì sau khi mình bung vô trừ tốt thì phát hiện có một thằng ở trên lầu luôn em này. Đạp vô không thành công thì mình quyết định mình di chuyển xuống bên dưới em ạ. Di chuyển xuống bên dưới thì phát hiện có một thằng sau lưng của chúng tôi à. Chơi thằng này để nhặt số rồi cứu đó em ơi. Bắn hụt được thằng này thì mình đã lùi vị trí rồi em ạ. Nó cũng quá trời ơi, nó mang cho bột giặt bột rồi ơi, nó cầm cho con nó sọc mình bảy màu luôn anh em ơi. Hơi cay anh em ạ. Rồi mời anh em qua trận thứ hai thôi anh em nhá. Thì điểm về trận thứ hai này thì sau khi mình nhặt được khẩu G36 rồi, nhìn lên minimap thì radar nó quét ba thằng biển trước mặt tại chưa anh em. Nhanh chóng lấy dùng móc cấu để tôi lên nóc nhà này tôi tiêu diệt luôn anh em ạ. Trước mặt có người luôn này trước mặt có người luôn anh em ạ. Thì điểm về trận thứ hai này thì mình sẽ sử dụng cái chế độ bắn thương nha anh em. Đấy để chế độ bắn xa nha anh em. Bên kia còn một thằng nó đẩy qua luôn anh em. Đẩy qua với chúng tôi á. Đấy chế độ bắn thương này thì bắn đạp to hơn mình nóc một luôn anh em ạ. Đấy thằng bom kéo nó đẩy qua nó cứu luôn em nha. Quyết định nó dùng móc cấu để ta qua ta chặn đường nó luôn em ơi. Chắc chặn nó lên nó cứu luôn em nha. Dùng móc cấu để ta bay lên nóc nhà chờ nó cứu rồi mình móc luôn em này. Vừa bắn móc cấu lên thì mình nghe tiếng chân nó chạy lên rồi em ơi. Nó cứu phía bên dưới luôn em này. Nhắn chóng tôi bực ta bực chìm mưa bê chìm mưa lên tôi bắn bay đâu thằng này gạt hai thằng này luôn em ơi. Nhắn chóng tôi cướp đồ của nó luôn em nha. Thì sau cái nhặt đồ của tôi này xong thì mình quyết định di chuyển ra bên ngoài thì phát hiện có một thằng nữa em này. Đây phía bên kia luôn em ơi. Từ phía bên kia đi cứu với chúng tôi nó vẫn còn một thằng nữa em ơi. Bực móc cấu lên tôi qua chơi nó luôn em này. Sử dụng thêm một móc cấu nữa thì phát hiện sau lưng nó còn một thằng luôn. Nó bắn mình với chúng tôi nhanh chóng kéo trên nóc nhà đấy thấy chưa anh em. Ê nhà đỏ này anh em này. Thôi làm bên màu siêu cấp thì thực quyết định thôi. Ta dùng móc cấu để ta bay lên nóc nhà bên kia luôn em này. Lên nóc nhà trên này để ta bắn luôn em ơi. Móc súng G63 ra ta chơi thằng trên lầu nóc anh em ơi. Gạt thằng này luôn em ạ. Vẫn con nữa anh em nha. Sau bông kéo này đục kéo nó đông đồ bị bắn anh em ạ. Bất tâm lên hỗ trợ nhưng mà không dính anh em ạ. Quyết định ta dùng móc cấu để ta bay qua nóc nhà bên kia luôn em ơi. Vừa bay qua nóc nhà bên này thì phát hiện có một thằng nó cũng qua luôn em ạ. Tiếp tục bay qua nóc nhà bên này thì công đồ của mình bị bắn phía bên dưới luôn em ơi. Móc mơ góc mưa móc móc móc
móc sục ra bằng bao nhiêu thằng này nọc rồi con thằng nữa. Mày móc với tụi tôi á, lia hai thằng luôn em ơi. Quyết định tao nhặt thêm ít đàn nữa em nha. Thì sau khi nhặt đồ thằng này xong thì phát hiện còn một thằng nó cũng cười kẹo quá. Mày kẹo quá. Ê, bực ta suy ra nó lũ rồi em ạ. Nhanh chóng tao mới dùng móc cậu để tao bay lên lại luôn em nha. Giữa chỗ mày bằng hàng có người dậy giữa chỗ này. Giữa chỗ nó bực tâm lên. Cover dần hai dần năm viên rồi em ạ. Yếu rồi em ơi. Đấy từ từ chờ nó ra là mình lầm nào luôn em nha. Nệm lũ đàn quá luôn em ạ. Thì sau cái nệm lũ đàn quá thì hôi làm bên mỏ em ạ. Trong lúc hôi làm bên mỏ thì phát hiện có một thằng nó đạp vô luôn em ạ. À nó cứu lại à. Mày cứu tận mắt với chúng tôi ha. Gạt thằng này luôn em ạ. À từ mày mắc này. Hà thằng này xong tiếp tục hôi làm bên mỏ luôn em ơi. Ở giữa cái tháp đồng hồ đó vẫn còn nữa em nha. Quyết định tới dùng móc câu để tôi bay qua bên này luôn em ạ. Thì sau khi mình bay qua bên này thì phát hiện có một thằng nó cũng luôn em này. Từ ở dưới luôn em ạ. Từ thấy rồi thấy đấy là trong nhà em. Đấy quyết định tới dùng cái lũ đàn mong này ta ném để nó chạy ra nhà em. Quyết định tới ném lũ đàn luôn em ơi. Sau khi ném lũ đàn cái thằng này nó chạy ra luôn em ạ. Chạy thì chúng tôi nóc vẫn còn một thằng nữa đấy mà. Quyết định tới dùng móc câu để tôi bay qua luôn em. Bay qua thì tôi gạt thằng này luôn em nha. Thì nghe thêm tiếng chân hình như nó cừu hay sao à. Cừu chúng tôi à. Gạt thằng này xong thì cướp đồ nó luôn em ơi. Cướp đồ thằng này xong thì đẩy qua những cái sạc bên này để tôi nhặt thêm ít cái súng móc câu nha em. Thì vừa đẩy qua thì sau lưng có một thằng nó bắn mình con đụng 60 mẫu luôn em ạ. Nghe tiếng súng thì mình đoán đó là khẩu P19 nha em. Vừa đẩy qua thì nó bắn con đụng 15-10 mẫu thôi em ơi. Nhưng kéo trong để tôi hồi lại mẫu em nha. Thằng này đẩy qua nó phá kéo luôn em này. Ở trường hợp này thì chân kéo luôn em ạ. Đấy tôi dùng súng móc câu để tôi bay lên nhà rồi chặn nó lại luôn em. Dùng bay lên nhà để tôi chơi thằng này luôn em. Nó vẫn chưa phát hiện ra mình nha em. Từ lấy góc ra. Đây nó chưa này. Chưa phát hiện bay đầu hai viên. Bay đầu hai viên chúng tôi ha. Từ kiểm tra sau này con người không anh em ạ. Ở đây hết người rồi em ơi. Quyết định đã di chuyển lên đôi thì đúng ngay lúc đó ra nó quẹt ở gọi một thằng ở trên luôn em này. Như dùng móc câu này ta lên cái tháp cao này luôn em nha. Đấy anh em cùng tôi lên tháp cao này tiêu diệt cái tụi khu lọc dầu luôn em ạ. Vừa đây lên thì phát hiện trên này rất là đông luôn em ơi. Bằng a có một thằng đạp vô bên phải thấy chưa anh em. Đạp vô bay đầu với chúng tôi ha. Từ lên trên cao này bằng sướng lắm anh em ơi. Khu lọc dầu đường ra đang quẹt 3-4 thằng luôn em này. Rồi lên đây luôn em nha. Ok sau khi mình lên đây thì trừng rắn rất là hay luôn em ạ. Chạy từ trên tàu này anh em ạ. Để mình gặp thằng này luôn em ơi. Đông đồ nó đây lên cửa anh em ạ. Mày cứu với chúng tôi à. Nó lù ra đây với chúng tôi headshot này. Vẫn còn một thằng nữa cống qua trên bể nước anh em ạ. Trên bốn cái trụ màu tròn anh em. Chạy nóc với chúng tôi bị cay luôn em ạ. Còn một thằng u đúng lắm thấy chưa anh em. Đúng lắm anh em ơi. Trừng rắn rất là hay à. Chạy với chúng tôi nóc với chúng tôi gạt nhắn luôn em ơi. Thằng bên kia chạy qua cựu với chúng tôi cựu ha. Đục kèo mà luôn ha. Mày lì ha này. Còn thằng chạy ha. Chạy với chúng tôi ha. Còn một thằng nó chạy rồi đấy mà. Đung đồ mình đẩy xuống để tiêu diệt thằng đó đấy nha. Kiểm tra xung quanh này xem còn ai không thì đung đồ mình tiêu diệt được thằng đó rồi đấy mà. Nhìn xuống bên dưới thì phát hiện còn một thằng nữa luôn đấy mà. Chạy qua cửa trời ơi. Cái chế độ bắn tiểu liên này nó yếu thật sự luôn đấy mà. Đục kèo thằng này luôn đấy mà. Từ 14 thằng nó cửu lên 16 thằng rồi đấy mà. Quyết định đẩy ra loa đẩy ra mà chúng tôi nóc gạt nhá. Cửu xuống u xuống đúng lắm đúng lắm. Nóc hai bị tụt tôi gạt thằng kia luôn đấy mà. Gạt thằng này luôn em ơi. Lia em ơi. Ở đấy khả năng cũng hết người rồi em mà. Quyết định mình dùng móc câu để mình bay xuống luôn em nha. Bay liên tục qua bên kia luôn em mà. Đấy anh em sử dụng cái móc câu này theo thuần thục ấy thì anh em chơi map này ngon lắm em ơi. Đẩy lên được tầng 2 thì đúng ngay lúc đó đúng đôi mình bị bắn phía bên dưới luôn em mà. Vẫn còn người nữa em ơi. Bóng kèo rất là đúng. Bên kia u cho tôi 3-4 thằng bắn thấy chưa anh em. Ba đường đàng luôn em mà. Bên kia 3 thằng luôn em ơi. Bắn mình nạt cái giáp luôn em này. Hôi là bên mẫu thì mình chạy qua đây mình nhặt được cái giáp hai nha anh em. Thì ở trường hợp này thì mình chấp nhận ra ngoài bỏ luôn. À đúng đôi mình bị gãy luôn em này. Nhặt được cái giáp bổng thì mình sửa full cái giáp bổng luôn em nha. Di chuyển qua bên này để kiểm tra xem có ai không. Thì đúng ngay lúc đó dưới bóng kèo này thấy chưa anh em. Nó chằng bò luôn rồi em mà. Tụi này nó áp sát cái dây chân rồi em mà. Quyết định dùng móc câu để bay xuống dưới cái bệ phóng này rồi di chuyển qua bò thôi em nha. Đây có cái bệ phóng luôn em ạ. Bên dưới có xe luôn em ơi. Ở trường hợp này thì mình sẽ sử dụng cái bệ phóng nha em. Bơm mẫu liên tục luôn em ạ. Đấy thì ở này nhanh chóng ta lên mà đung đùng mình gầy hạ luôn em ơi. Bay vào trong bò luôn em ạ. Ngon lắm anh em ơi. Thì sau khi bay vào trong bò thì mình bay qua khu sườn tông ngầm này mình quyết định mình quay lại mình tiêu diệt tụi này luôn em nha. Tụi hắn vẫn ngoài bò nha em. Vừa đạp đất ở khu của sườn tông ngầm này thì mình quyết định mình lùi lại để mình bảo thủ luôn em ạ. Nhặt được 3.000 xu rồi em ơi. Để mình xuống bên dưới để mình tiêu diệt tụi này xong rồi mình đi cứu sâu anh em ạ. Di chuyển xuống bên dưới thì phát hiện bên phải có người luôn em ạ. Đây bên dưới này từ bên phải bóng kèo mà chúng tôi nóc gạt nó. Ui chạy vào này. Ui chưa hai ba thằng này dùng bóng cao như này. Chạy vào này bảy đầu gạt thằng bên này luôn. Gạt thằng bên này luôn em ơi. Bên dưới có người luôn rồi nó cùng lên này. Cùng lên thôi em ạ. Vứt thôi phá này mình quyết định mình di chuyển lui thôi em ơi. Dùng bóng cao để tao bay lên trên chỗ sườn tàu ngầm này để tao cứu lại luôn em ạ. Tụi này nó dí luôn em ạ. Vừa đẩy vào con tàu thì đúng mấy lúc đó số 4 nó bị gãy luôn em ạ. Nhanh chóng tao chạy nhanh để tao di chuyển lên trên máy băng hàng để tao cứu anh em nha. Ở trường hợp này rất là căng luôn em ơi. Thì sau khi mình di chuyển lên máy băng hàng thành công thì mình cứu lại đúng đôi anh em nhá. Cứu sống đúng đôi thì mình quyết định mình mua kỹ năng hammer để quẹt vị trí của tụi nó luôn em nha. Mua thêm bịt đô rồi thì rồi ok luôn em ạ.
bật kỹ năng Homer lên thì tại vì mình chưa biết vị trí của nó em nha. Thì khi đúng ngay lúc đó kỹ năng Homer nó quẹt luôn em này. Nhanh chóng tập trung lên ta lên trên cao này luôn em, lên cái đỉnh cao này để ta kẹt nó luôn em ơi. Kỹ năng Homer bị quẹt rồi em ơi. Bên dưới phát hiện bao bọn thằng nó chạy lên luôn em này. Chạy lên chạy lên mày chúng tôi ha, chạy lên mày yếu rồi em mà. Bật chế độ bắn xa thôi em ạ. Chế độ bắn xa nó đam to hơn em. À có thằng đạp vô này, đạp vô xuống đây. Mày mắc của chúng tôi ha, mày tình ám sát của nó giải ra bị cái tiếp luôn em ạ. Đây bên dưới tục keo nó luôn. Ê thôi ma nó bắn đâu thực sự luôn em ạ. Nhanh chóng thôi là bên màu em ơi. Đấy tôi ba bốn thằng nó đẩy lên luôn em ạ. Tôi nó vẫn ở ngoài bo cho nên nó đẩy lên luôn em ơi. Quyết định vào trong móc câu để tôi di chuyển vào trong bo trưởng em nha. Đây cái chỗ bên trái này rất là ngon luôn em này. Từ ta mua thêm ít đạn nữa em ạ. Rồi ok. Rồi chạy vào đây. Mày đâu rồi? Nóc. Thằng này cài rất là nhiều luôn này. Thằng này cài mình này. Quyết định mình đẩy qua bên trái này. Góc bên trái này rất là ngon luôn em ơi. Dùng móc câu tới đây qua bên đây rồi. Dùng móc câu tới bay qua bên này luôn em nha. Từ vẫn rất là đúng luôn. Bên kia còn 4-3 thằng thôi. Đó, bên dưới. Trời ơi, nó cầm Scar nó buộc bay đâu luôn em mà. Đúng mình cứu kịp thời luôn em nha. Đấy, đúng mấy lúc đó tụi này nó dùng móc câu lên chơi tụi mình luôn em này. Quyết định ta chạy lui sau nhà để ta hồi làm mẫu anh em nha. Tụi này đúng mình bị bắn tiếp tục gãy ba luôn em ạ. Thôi nhanh chạy hồi lại được bên mẫu thì mình bật tăng Scar nó chơi khô mẫu tụi này luôn em ạ. Đâu rồi. Sau lưng không có. Ý có tiếng chân đi đến dưới rất là đúng luôn em. Bên tiếng chân bên dưới ba thằng luôn em. Ý sao đúng đường bị bắn luôn em ạ. Ấy thôi nó bay lên luôn em ạ. Thôi chạy nhanh xuống. Ba một thằng thấy chưa anh em. Thôi. Còn rồi đúng mình bị bắn rồi chứ. Chạy qua bên này là em ơi. Đấy, đâu rồi. Chạy xuống bên dưới luôn em ạ. Chạy vào trong bo luôn em ơi. Đấy, tên đôi này từ từ đúng đường mình gãy ba luôn rồi. Thôi còn một mình thôi em ạ. Ba thằng kia trong một team luôn. Team ma bụng mà bằng ba vẫn thua anh em này. Bằng ba vẫn thua anh em này. Đấy, vất quả kéo thì ba thằng này nó cống xuống luôn em ạ. Quyết định móc min ra mình đặt luôn em ơi. Đặt phụ quả min đấy thì thằng này nó áp sát luôn em ơi. Vất tiếp quả kéo thì thằng này mấy thằng này rất là khôn luôn em nhá. Nó rất tỉnh táo luôn, nó không giống min đâu. Ba bụng thằng này nhảy xuống với chúng tôi à. Mày nhảy với chúng tôi à. Tôi toàn rồi. Đấy bao thằng luôn. Thôi mà căng thực sự luôn em ạ. Ba bằng một không chột cũng que thôi anh em ơi. Rồi mời anh em qua trận thứ ba thôi anh em nha. Thì đến với trận thứ ba này thì mình nhảy khu trạm thông tin anh em ạ. Nhặt được khẩu trao con thì phát hiện có một thằng đạp vô phía bên dưới số này ai Santino ấy vừa kèo nóc quả trên đồ Skyler chạy luôn. Trời ơi thằng kia nó chung Skyler dùng hai liên luôn, hai lưng liên tục luôn anh em ạ. Hồi là bên mẫu thì thằng này nó áp sát nó công qua luôn anh em nha. Phát hiện ở trên này có một cái cây mẫu free luôn anh em ạ. Chạy ra nhặt cái phần mẫu trên này có cái cây mẫu luôn anh em ạ. Bằng cái cây mẫu này để hồi lại luôn anh em ạ. Thì sau khi bằng cái cây mẫu này thì thằng này nó công qua luôn anh em này. Quyết định ta đẩy xuống ta tiêu diệt thằng này luôn em ạ. Vừa đẩy xuống thằng đùng đùng của mình bằng bảy màu luôn em ơi. Nhanh chóng ta lút thêm ít đạn thì phát hiện từ mặt có khẩu ác chip luôn em ơi. Vừa đẩy qua bên này thì phát thằng trên nóc nhà, trên lầu luôn em ạ. Thằng trên này đúng rồi thấy chưa? Từ bóng kéo thấy chưa em? Tức tâm lên bằng thằng này đúng một màu thôi em mà phải thở mãi nuôi cái khẩu này yếu thực sự luôn em ạ. Nhanh chóng di chuyển vị trí cái đụng tiếp tục thằng này thì trong sẵn thì nó xuống này, mày xuống ngay bục ngay đâu luôn em ạ. Nhanh chóng đẩy lên để gạt thằng này thì thằng này nó dùng hình nộm này nó biển lên lại trên lầu rồi em ơi. Hình như ở trên kia hai thằng luôn em nha. Tiếp tục di chuyển qua bên này để lại góc thì đúng ngay lúc đó thằng này nó trong sẵn thì nó xuống tiếp này. Má cái thằng này mới đùa rồi. Thằng niên dậy nhảy xuống gầy chân luôn em ạ. Má thằng này nó lì thực sự luôn em ơi. Thì sau khi hạ thằng này xong thì ở đây hết người rồi em ạ. Dùng bề phòng tới bay qua bên kia luôn em nha. Vừa đẩy qua khu điện trang thì phát hiện trong có người cùng ra luôn em ạ. Hai thằng bên lều này có thằng nữa em này. Quyết định ném lưu đạn bom qua luôn em ơi. Sau khi ném lưu đạn bom thì thằng này chạy với chúng tôi em ạ. Chế độ này bắn rất là yếu luôn em nha, nhưng mà rất là nhanh luôn em ạ. Quyết định ta đẩy lui thôi em ạ. Hai thằng nó chia góc nó chơi mình luôn em này. Thì vừa đẩy lui thì thằng này nó bắn mình dính một hai viên luôn em ơi. Tụi này nó không buông tha luôn em ạ. Quyết gì mình cho bằng được luôn. Rồi qua đây, mày qua dính bốn viên của chúng tôi à. Phóng lưu như vậy mà không dính nữa anh em. Quyết định vứt kéo để tao cung nó luôn em ạ. Cầm trò con nó móc trò con á. Đúng ngay lúc đó đúng mình cài luôn em ơi. Đẩy qua tao gạt thằng này. Gạt thằng này luôn em ơi. Vừa gạt thằng này xong thì nhặt được khẩu giảm thanh luôn em ạ. Rồi anh em xem tôi lắp giảm thanh vào tôi bắn rất là nhanh luôn em nha. Thì nhặt giảm thanh xong thì mình đẩy vào trong khu điện trang này phát hiện trong nhà này có người luôn em này. Đây mày chạy đi. Mày chạy đi. Đục kéo luôn. Gì đấy? Chạy đi. Dịnh rồi với chúng tôi. Yêu với chúng tôi. Trời ơi cái khẩu súng này nó phế thật sự luôn anh em ạ. Bạn nào thấy phế thì bấm vào nút lái thấy chưa anh em. Bắn phải nửa băng đang khi đó nó mới gục luôn anh em ơi. Quyết định ta đẩy qua luôn anh em nha. Thì sau khi đẩy qua thì đúng đường của nó đẩy qua cứu luôn anh em ạ. Từ mình lại góc mình tiêu diệt hai thằng này luôn anh em ơi. Hai thằng trước mặt có hai thằng luôn anh em này. Rồi nhặt thêm mình máu nữa này. Gạt thằng này luôn anh em ơi. Còn một thằng nữa. Thằng này ngạo à? Ngạo hả? Mày ngạo với chúng tôi á. Mày ngạo với chúng tôi á. Đám cao nhất là không có giáp là 23 mẫu nha anh em.
quyết định ta đẩy qua bên này để ta nhặt thêm ít đàng nữa anh em nha. Thì sau khi nhặt thêm ít đàng nữa thì trên tam kho báu này nó bực ra đá lên, nó quẹt vị trí mình luôn anh em này. Hà ba thằng luôn anh em ơi, từ từ nhặt thêm đàng đẩy. Ui đúng lắm đấy, đúng lắm anh em ơi. Nóc với chồng tôi gạt vứt kem biến con bưng vứt con một thằng nữa, vong xong sáu chết sụp con một thằng nữa anh em ơi. Chạy qua đây thôi, bằng cái gì mà bảy mẫu vậy anh em, quyết định ta đẩy qua luôn anh em ơi. Tôi nên công xe qua luôn anh em này, bực ta suy ra qua ta qua bên cái chỗ tầm hàng rào này ta nấp ra anh em nha. Đây nó công qua này, công qua trời ơi, bằng có bảy tầm mẫu luôn anh em mà. Đây bên ngoài một con nữa anh em, cứ trước mặt của xe nữa, vứt keo để ta chơi thằng này luôn, chơi thằng này luôn em ơi, vứt keo hụt rồi, nhanh chóng ta lấy xe đen này, nó bớm máu nhanh mà bị sụp rồi, bị mít rồi anh em mà, thằng kia nó không dị được luôn anh em. Đây thì ở trường hợp này thì mình lại xe mình di chuyển qua cái công trục này, đây lấy cầu thang này để ngồi ta kẻ bỏ nó luôn em ơi. Thì sau khi di chuyển lấy cầu thang này thì phát hiện bên ngoài con hai ba thằng luôn này, chạy vào thấy chưa anh em, mà gặp tôi mà bây giờ cầm khẩu pha mặt là tôi bắn thằng này bay mau luôn, dính qua lũ đạn á, dính qua phòng lưu nữa. Ô nó bị tím cảng nó bắn rồi, từ sáu liều trắng từ bên vật con này này, sáu liều này đầu từ nó chạy ra nhặt đồ nó cài thấy sao á, đục kéo mày luôn này rồi công tôi dí thằng này luôn em nha, dí chuyển xuống bên dưới thì phát hiện trước mặt có người lia với chúng tôi hả rất là yêu nhưng mà bắn rất là vui luôn em nha. Ấy kẻ thằng này sau này luôn em, công tôi ở đây kẻ bó thằng này luôn em ạ. Tiếp tục hồi là bên mẫu để ta chơi khô mẫu thằng này luôn em ơi. Bên dưới có hai chiếc xe đen lưng anh em ạ, tí mình chạy vào bó được anh em nha. Tiếp tục đẩy xuống để quan sát thằng này đi đâu rồi, thì nó chạy đâu rồi anh em. Trên đỉnh lều phải chứ anh em, quyết định ta đẩy xuống luôn anh em ạ. Đấy ta cùng qua luôn anh em ơi, thằng này nó phát hiện ra mình rồi anh em ạ. Đấy trên nóc lều phải chứ anh em. Thì ở trường hợp này thì bó rất là xa rồi anh em ạ. Đấy mình dí thằng này luôn này, chạy vào hả, đau lắm nhưng mà cái súng này hiệu quả anh em ạ. Bó rất là nhỏ rồi anh em ạ, nhanh chóng ta hồi lại bên mẫu anh em nha. Thì ở trường hợp này thì mình quyết định ở sau lưng này có chiếc xe đen này, phá chiếc xe đen này, khỏi cho nó vào luôn anh em ơi. Vứt keo để chặn tầm nhìn nó luôn anh em ạ. Mình lên chiếc xe đen này mình di chuyển vào bò luôn anh em nha. Vứt quả keo che tầm nhìn của nó luôn anh em ạ. Thì sau khi mình lên chiếc xe này để mình di chuyển vào trong bò thì thằng này chắc chắn nó là chết bò luôn anh em ạ. Vừa di chuyển vào trong bò thì phát hiện bên này có rất là đông người luôn anh em ơi. Tiếp tục đông đồ của mình bị bắn phía bên nhà bên kia luôn anh em ạ. Hai ba thằng bên kia đúng lắm anh em ơi. Sáu lưng ngoài bò có người luôn anh em này. Đông đồ của mình tiếp tục gãy luôn anh em ạ. Thôi. Ở trường hợp này toang rồi anh em ạ. Nhanh chóng lên nhà để ta ngồi kế luôn anh em nha. Vừa đẩy lên nhà thì đẩy ra ngoài thì đông đồ của mình bị bắn nửa cây rồi anh em này. Ngoài bò có xe chạy vào, đông đồ của mình bị gãy luôn anh em ạ. Thôi toang rồi. Bọn 14 thằng luôn anh em ơi. Bên ngoài có xe chạy vào này. Đây chạy chiếc xe bốn chỗ thấy chưa anh em? Quyết định ta đẩy xuống để ta tiêu diệt tụi này luôn anh em ơi. Đây nó chạy qua chặn đường nó lại luôn anh em ơi. Từ vẫn chưa thấy luôn anh em ạ. Nó vứt xe đây luôn anh em ơi. Khả năng nó chạy qua nó ăn thịt luôn anh em ạ. Vừa đẩy qua thì thấy hai thằng luôn anh em ơi. Thấy thằng trước mặt luôn này. Trước mặt bằng hơn nửa cái mẫu thì thằng này nó cũng qua làm gì? Mày cũng qua vứt kẹo sau lưng. Ôi chạy xuống dưới đồi thôi anh em ơi. Nhanh chóng ta lên chiếc xe đen này để ta di chuyển vào trong bò luôn anh em ạ. Vừa đẩy qua chiếc xe đen này thì có một thằng nó cũng qua nữa. Thôi chạy nhanh. Trời ơi, xui tê nha. Mà khó khăn thực sự luôn anh em ạ. Rồi, mời anh em qua trận cuối cùng thôi anh em ạ. Bên dưới có một tím nó xuống trước rồi anh em ơi. Nhanh chóng đẩy qua bên này thì nhặt được không mơ 1887 rồi anh em ạ. Quyết định ta đẩy vào trong này ta chơi thằng này luôn anh em ơi. Nóc thằng này nóc hai đâu rồi. Đẩy qua gạt thằng này thì sáu bữa thì còn một thằng nữa đây mà. Từ. Mày làm cái gì yếu. Start sự ra qua thật. Sọc mày luôn này, sọc nhanh chóng ta đẩy lui tất cả cái kiêu sau này. Kiêu sau này nó chạy rồi anh em ạ. Từ nhặt thêm cái khẩu SK thì phát hiện ở đây con người luôn em nha. Đẩy xuống bên dưới ta có tiếng chân chạy vào này. Mày chạy vào đây trời ơi, phun đỏ luôn em ơi. Một like cho Quinny dẫn nhau em. Thì sau khi nhặt thêm đồ thì mình đổi khẩu pha mặt luôn em ạ. Di chuyển xuống bên dưới thì phát hiện ở dưới này con người luôn em ạ. Bực tâm lên chơi, chưa thấy luôn em ạ. Nhanh chóng tôi đẩy qua bên này thì phát hiện phía dưới có người luôn em ơi. Ở dưới nhà đỏ em ơi. Từ lấy góc. Thằng này định móc vào chồng tôi hả? Yếu rồi em ạ. Bằng thằng đỏ sống thì di chuyển lối sau nhà thì có tiếng chân ở trên lầu luôn em ạ. Từ trên lầu có thằng chạy lên thấy chứ anh em. Từ áp sát luôn em ơi. Bực pha mặt lên ta chơi thằng này. Chơi thằng hai thằng nóc một. Gạt. Vứt nó một tụt toang rồi. Áp sát rồi hả? Còn một thằng nữa, thằng đó dính hai viên format rồi anh em ạ. 50 mẫu rồi, nhanh chóng tôi hồi làm bên mẫu anh em nha. Thì sau khi hồi làm bên mẫu thì thằng này nó bỏ chạy luôn anh em ạ. Quyết định nói chung lưu đạn bọn nó chơi thằng này luôn anh em ơi. Lên lại góc cao hơn ta tiêu diệt thằng này luôn anh em nha. Thì sau một hồi quan sát thì mình không thấy ai luôn anh em ạ. Đẩy qua cái trạm này để mình nhặt thêm ít đồ thì đúng ngay lúc đó sau lưng có một thằng nó mọc lên nó bắn tôi nhưng bông keo thằng này chặn thằng này lại thì thằng này rất là may mắn, nó có dùng súng móc câu nó bay lên nó chơi mình luôn anh em này. Mà cái thật sự ấy,
cầm hai cái tơ nó sậy này. Thằng này nó hiện là nó có súng một câu nè anh em. Sau khi nó gạt nó xong thì mình đụng đôi mình cử mình lại luôn em ạ. Thì sau khi đụng đôi mình cử mình lại thì mình quyết định về mình bảo thủ cho bằng được luôn em nha. Vừa đẩy xuống thì phát hiện ở trên tầng 2 này có người luôn này, trước mặt có người luôn em ơi. Bực tâm lên ta chơi thằng này luôn em ạ. Đây trước mặt này. Sáu bóng kèo. Trời ơi thằng này mang giật bốn em ạ. Quyết định ta đục kèo nó luôn em nha. Đẩy vào trong này để ta nhặt thêm ít đồ thì nhặt được còn 10-60 đây rồi em ạ. Đục kèo chơi thằng này luôn. Đục kèo cho mình luôn. Chơi mình luôn. Chạy. Trời ơi nó mang giật 3 luôn em ạ. Sau khi mình bắn thằng này hơn nửa cái thì thằng này tức giận nha anh em. Nó đẩy xuống luôn em ạ. Di chuyển qua mấy cái xác này để ta lút thêm ít đạn nữa anh em nha. Đúng ngay lúc đó thằng này nó di chuyển xuống luôn này, nó dùng một câu luôn em này. Từ nó dùng một câu nó bay lên luôn em. Từ lên đây. Mày lên đây. Thằng này dừng chơi nha anh em. Từ nó bay xuống đây, mày xuống đây. Đúng ngay lúc đó thằng này dùng một câu đi xuống luôn em ơi. Mày xuống đây. Làm cái gì? À dùng một câu. Mày dùng một câu chúng tôi á. Cộng cơ nó luôn em ơi. Cà khịa nó luôn em nha. Này thì cà khịa với chúng tôi à, nhặt hết đồ của nó luôn em ạ. Pha mắt của mình đấy rồi, nhặt đó con luôn em ơi. Đấy thì sau khi mình nhặt đồ thằng này xong thì mình di chuyển bên này để thì mình nhặt được cái khẩu G36 đây rồi em ạ. Mua thêm một ít phụ kiện nữa rồi ta di chuyển qua khu khác nha em. Thì sau khi di chuyển qua khu này thì phát hiện ở dưới này có cái dấu huy hiệu trích sạc luôn em này. Phát hiện thằng này ở phía dưới nhặt khó luôn em nha. Dùng một con di chuyển xuống dưới để quan sát cho kỹ thì thằng này nó núp ở đâu rất là khó tìm luôn em ạ. Đây dấu ở dưới chân nó đây này. À đây tên nhặt quang này, từ mày chạy lên nóc. Đây qua ta gạt thằng này luôn em nha. Đấy thì sau khi gạt thằng này thì đung đồ của nó nằm ở bên tam kho báu ở bên kia thấy chưa anh em? Tam kho báu bên kia luôn anh em. Gạt nó trời ơi trượt chân luôn em ạ. Mà đẩy lên ta gạt lại thôi em ạ. Đung đồ chỗ vị trí của mình là bị lô rồi anh em ạ. Đây đây là đung đồ của nó bên kia luôn em. Gạt thằng này luôn em nha. Phát hiện đung đồ của nó sau lưng này từ mình lại góc mình chưa phát hiện ra anh em. Hai thằng ở sau lưng đó luôn em ạ. Tiếp tục nhìn lên bàn đôi nhỏ thì dấu huy hiệu trích sạc nó nằm ở trên đôi nữa. Nó chia ra hai thằng này yêu. Đó thôi di chuyển sang góc cạnh thôi anh em nha. Vừa đẩy lên trên đôi thì thằng này phát hiện ra mình rồi anh em ạ. Nó bằng mình với chúng tôi à, vuốt đầu nó luôn em ơi. Sáu trụ nữa, sáu cái tam có bảo này, tam có bảo trời ơi, bằng như vậy không nóc. Hai đôi thằng này nó bằng được 150 máu thì quyết định ta đẩy lên trên đôi tôi cũng nó luôn em nha. Di chuyển góc này. À trên nóc nhà, gạt nó luôn em ơi. Ê con một thằng từ làm gì? Trong nhà lia đấy mà. Ấy sau khi lia hai thằng này xong thì đung đủ của mình gãy hết luôn em ơi. Quyết định ta lên trên lầu này để ta nhặt thêm xu để ta cứu lại đung đủ anh em nha. 500 xu không cứu lại được anh em mà. Thì sau khi đẩy lên trên này để ta nhặt xong đồ rồi thì di chuyển qua trong bo nha anh em. Phát hiện phía ngoài bo nó có tim mà chạy vào luôn em ạ. Từ lấy góc cao hơn ta kè nó luôn em này. Rồi, đó. Di chuyển qua bên này thì tụi này chạy vào này. Chạy vào. Trời ơi, bằng như vậy mà không nóc anh em. Đục kèm luôn. Gạt. Nhắn thằng nó bên phải luôn. Mà cái thực sự luôn em ơi. Thôi tôi chịu thôi anh em ạ. Rồi, clip cũng xin tạm dừng tại đây luôn em nha. Cảm ơn em này giờ xem video rất là nhiều luôn. Bye bye anh em ơi.